Trong ngồi xem này, cái phần trong này hết xương luôn này, chấm cái nước sốt đây nè mọi người. Wow, keo dính cực. Hello cả nhà, không biết là mọi người có ghiền cái món là mì tương đen không? Mới chưa, Hương cũng cực kỳ ghiền nha, đặc biệt là cái mì tương đen cay này nè mọi người. Tương đen cay vị Sam Giang nha, với lại là chân gà rút xương, mà chân gà rút xương của Anela nè, trời ta nói là phải là ăn cuốn cực kỳ luôn ấy mọi người. Cái này là cái phần nước chấm nè, hôm trước thì Hương có mua nước chấm bên này để chấm chân gà một lần rồi ấy, ăn cực kỳ ngon luôn, cho nên là hôm nay Hương quyết định là Hương mua sẵn luôn 4 chai như thế này để trong mát tủ lạnh để ăn dần ấy mọi người. Bây giờ thì Hương sẽ đi nấu mì tương đen nha. Tối nay sẽ ăn mì tương đen với lại chân gà chấm với cái nước sốt này nè mọi người, gọi là sốt chấm tắc dính cứng ngắc, mà đúng là cực kỳ dính luôn nha, của CM Food nè, ngon cực kỳ luôn. Mọi người chấm với chân gà hoặc là chấm với bất kỳ cái món gì cũng ngon luôn. Cái chai có tí xíu như thế này nè, cái này là Hương chỉ mua và Hương thấy ngon Hương giới thiệu thôi, chứ thật ra là Hương không có bán nha. Bây giờ Hương sẽ đi làm mì thôi. Mọi người xem này, bánh mì như thế này nha, này là mì sốt tương đen cay này, cái gói này là gói cay á mọi người, còn cái đây là đây cũng gói cay này, Hương ăn một lần rồi nhưng mà Hương lại quên á. Nếu mà mọi người muốn cay thì mọi người cho nhiều nha, Hương thì hôm nay chắc là Hương sẽ cho ít thôi, hơi không khỏe cho nên là quyết định sẽ ăn cay ít thôi mọi người. Bây giờ sẽ trộn mì thôi. Đây mọi người cái phần mì này. Nhưng mà Hương sẽ cho thêm một tí xíu dầu ăn vô nữa nha, mục đích là để cho sợi mì nó bóng đó mọi người. Giờ để nó cũng tương đen với lại chân gà rút xương Anala với Hương nha. Đợt trước thì Hương cắt ăn chân gà này một lần rồi mọi người, nhưng mà cực kỳ mê luôn. Hôm nay quyết định là sẽ ăn chấm với cái nước sốt này nè mọi người. Đây cho mọi người xem nè, cái nước sốt này cực kỳ ngon nha, Hương ăn một lần rồi mà Hương ghiền á. Bây giờ sẽ ăn thử một cái này nha. Đây nè, chân gà này là hàng của Việt Nam cho nên là ăn rất là an toàn luôn nè. Cái này là rút hết xương rồi nha mọi người, cho mọi người xem nè, cái phần chân này hết xương luôn này, chấm với cái nước sốt đây nè mọi người. Wow, keo dính cực kỳ. Giòn lắm luôn mọi người, giòn thơm. Với lại cái chân gà này á, khi mà mọi người ăn á sẽ cảm giác cái vị cay the the nha, bị nhiễu mắm. Cay giòn thơm thơm đấy mọi người. Cái nước chấm này nè, chấm với xoài nó cũng ngon nữa. Giòn lắm luôn. Wow, uống cực cay. Ngon lắm. Hương sẽ ăn mì tương đen nha. Cái mì tương đen này nè mọi người là mì tương đen vị cay, cho nên là có thêm cái phần sốt của Sam Giang nữa. Khi mà mọi người mà muốn ăn cay nhiều thì mọi người cho cái phần sốt vô nhiều nha. Khá là ngon. Hương có cho thêm một tí xíu dầu vô nữa, mục đích là để cho cái sợi mì á, mềm với lại mướt hơn ấy. Dai, mềm, béo béo mọi người, béo béo, cay gì nữa. Cái này, quá trời. Phải công nhận một điều là cái sợi của mì tương đen ấy dai lắm luôn mọi người. Wow, ngon lắm. Cay cay chua chua. Ngon cực kỳ mọi người.